Skyway so với các phương thức vận tải khác. Hệ thống vận chuyển Skyway là tối ưu, hiệu quả và an toàn, Anatoly Iuniski. Skyway là một tổ hợp cơ sở hạ tầng giao thông ở cấp độ thứ 2. Nhờ các giá đỡ neo cách nhau từ 2 đến 3 km trở lên và các bộ phận hỗ trợ trung gian, cách nhau 40-60 m, cấu trúc đường ray luôn ở trên mặt đất, cầu vượt vận chuyển được thiết kế để di chuyển của đầu máy toa xe đặc biệt, được trang bị hệ thống chống trật bánh. Việc triển khai thực tế của dự án Skyway đang được thực hiện tại thị trấn Marina Gorka, Cộng hòa Belarus. Khu Technopark nằm trên diện tích 36 ha và là trung tâm triển khai thực tế và chứng nhận vận chuyển theo chuỗi của Iuniski. Hiện tại vận tải đô thị và vận tải hàng hóa đang trải qua các bài kiểm tra đang chạy, thử nghiệm chấp nhận của BRL 48 chỗ Unibus U4220T2 vẫn tiếp tục. Trong các thử nghiệm, các chuyên gia của tổ chức dự án đang kiểm tra sự tuân thủ của xe với các đặc tính kỹ thuật và các thông số được tính toán. Có một phương tiện như vậy trên đường vận chuyển vào giờ cao điểm, cho phép tăng đáng kể năng suất của nó theo cả hai hướng và cải thiện chỉ số này lên tới 170.000 hành khách mỗi giờ. Bạn có thể biết thêm về dự án Skyway trên trang web chính thức của vốn SKIVKAI, theo liên kết HTTPS, trên Skyway, Capital trên. Nếu bạn so sánh chi phí vốn của 1 km đường, thì đắt nhất là chi phí cho việc xây dựng các tàu đệm từ và tàu điện ngầm. Trong đó chi phí cho mỗi km đường là 100 triệu đô la. 70 triệu đô la mỗi km là chi phí vốn của tàu điện ngầm. 50 triệu đô la phải được chi cho monorail, các loại phương tiện giao thông, chẳng hạn như ô tô, xe điện, cáp treo và đường sắt xấp xỉ bằng chi phí vốn, lên tới 10 triệu đô la mỗi km. Skyway trong số các loại vận tải được đề cập là chi phí thấp nhất, vì nó chỉ cần 5-7 triệu đô la Mỹ mỗi km. Chi phí vốn thấp như vậy là do các yếu tố sau: đường ray composite cường độ cao và bền, cầu vượt dây sắt của thiết kế đặc biệt, nhẹ hơn và rẻ hơn 10 lần so với các giải pháp truyền thống, không cần xây dựng một con đường liên tục, khả năng của bất kỳ loại phương tiện giao thông nào trong vận tải, trong hầu hết các trường hợp, được ước tính theo giá trị năng lực của nó. Chúng ta hãy nói về công suất Skyway và lấy một ví dụ về một trong các biến thể của cổ phiếu cán, Unica U4430T3, với những lợi thế không thể phủ nhận như sau. Nhỏ gọn của xe. Khoảng cách di chuyển là từ 2 giây hoặc 50 mét. Hệ thống điều khiển tự động và lưu lượng hành khách hơn 1,5 triệu người mỗi ngày. Khả năng vận chuyển của máy cán Unica U4430T3 là 18 hành khách mỗi giây, 1.080 hành khách mỗi phút, 64.800 hành khách mỗi giờ, 1,5 ml hành khách mỗi ngày, 45 triệu hành khách mỗi tháng, hành khách 540 ml mỗi năm. Nếu bạn so sánh công suất trung bình của các hãng hiện đại, bạn có thể thấy rằng cáp treo chẳng hạn, có thể vận chuyển 5.000 hành khách mỗi giờ, một xe điện 5.000, xe buýt vận chuyển 7.000 hành khách mỗi giờ, monorail 9.000 người, tàu điện ngầm hạng nhẹ 20.000 hành khách. Công suất tàu điện ngầm là 50.000 người mỗi giờ. Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng công suất hành khách của Skyway là 60.000 người mỗi giờ. Tốc độ di chuyển được bình thường hóa để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả của cổ phiếu, hợp lý hóa việc sử dụng lao động của tài xế và giảm thời gian hành khách đi lại. Tốc độ tối đa cho tuyến cáp là 40 km mỗi giờ. Tốc độ của xe điện không vượt quá 80 km mỗi giờ. Xe buýt đô thị trong khi vận chuyển hành khách không tăng tốc đến hơn 80 km mỗi giờ. Monorail hoạt động với tốc độ 60 km mỗi giờ. Ánh sáng và tàu điện ngầm vận chuyển hành khách với tốc độ cho phép 80 km mỗi giờ. Tốc độ tính toán cho phép vận chuyển theo chuỗi của Iuniski cho vận chuyển hành khách trong đô thị là 150 km mỗi giờ. Skyway bảo đảm vị trí dẫn đầu về tốc độ di chuyển do lực cản khí động học thấp, thiết kế cầu vượt đặc biệt, thiết kế đặc biệt của bánh xe thép và đường sắt, hệ thống điều khiển tự động, khoảng thời gian tối thiểu của du lịch, Skyway và cáp treo. Hãy so sánh các đặc điểm chính của chúng. Tốc độ trung bình của tuyến cáp là 21,6 km mỗi giờ, tốc độ của Skyway là 150 km mỗi giờ. Độ dài của tuyến cáp treo là 2 đến 5 km,
chiều dài của Skyway là 300 km trở lên. Nguyên tắc đi cáp treo như sau: động cơ kéo dây và cabin. Nguyên tắc của du lịch Skyway là cổ phiếu tự hành trên đường ray thép. Một tuyến cáp yêu cầu thay thế hoàn toàn dây thừng cứ sau 6 năm 8. Tuổi thọ của cấu trúc theo dõi Skyway lên tới 100 năm và cổ phiếu của nó 25 năm. Hãy để chúng tôi so sánh các đặc điểm tương tự của Skyway và tàu điện ngầm. Chi phí vốn của meter trên 1 km là từ 100 triệu đô la. Một của Skyway, từ 5 đến 7 ml. Metro cần một lối đi riêng trong hầm và ga ngầm. Theo dõi riêng biệt của Skyway có thể dễ dàng tích hợp vào bất kỳ cài đặt đô thị nào. Sức chứa của tàu là 5 toa trở lên với 100 hành khách trở lên trong mỗi toa. Chiều dài của nền tảng ít nhất là 150 mét. Công suất cổ phiếu của Skyway như sau: đối với Unibic, đó là 2 hành khách; đối với Kỳ Lân, 6 người; đối với Unibusiness, 24 người. Chiều dài của nền tảng là 6 mét. Tốc độ tối đa của tàu điện ngầm là 110 km/h. Tốc độ của Skyway là 150 km/h. Tốc độ di chuyển trung bình của tàu điện ngầm là 32 đến 42 km/h. Một chiếc của Skyway là 70 đến 80 km/h. Thời gian di chuyển của tàu trong tàu điện ngầm là 28 phút. Khoảng thời gian di chuyển của Skyway là 15-20 giây và nếu cần, khoảng thời gian tối thiểu có thể là 2 giây. Thời gian hoàn vốn cho tàu điện ngầm là hơn 40 năm, đối với Skyway là 5-7 năm. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, ví dụ, tàu điện ngầm Moscow không thích ứng với luồng hành khách hiện tại và nếu trên nhiều tuyến có một số vấn đề kỹ thuật, tàu điện ngầm này sẽ ngừng hoạt động. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web chính thức của Skyway Capital theo liên kết https://skyway.com/. Các tổ hợp vận tải hàng hóa Skyway có một số lợi thế so với các hệ thống hiện đang sử dụng. Khả năng vận chuyển bất kỳ hàng hóa nào khiến Skyway rất hấp dẫn tại thị trường vận tải hàng hóa. Bảng trình bày cho thấy về thời gian giao hàng, Skyway chỉ đứng thứ hai sau các hãng hàng không. Trong khi giá vận chuyển của Skyway là thấp nhất và ưu đãi này không thể khiến khách hàng tiềm năng quan tâm. Các đơn vị vận chuyển hàng hóa là một băng tải kín trên các cặp bánh xe với một trục trong mặt phẳng nằm ngang. Hãy để chúng tôi so sánh nó với băng tải truyền thống. Một chiều dài băng tải là 5 đến 10 km. Chiều dài của đơn vị truyền tải lên tới 500 km. Độ dốc băng tải lên tới 10%, Unitrans Toan lên tới 15% và với thiết kế đặc biệt lên tới 30%. Tốc độ vận chuyển hàng hóa trên băng tải lên tới 14 km/h. Tốc độ của Unitrans đạt 36 km/h. Tuổi thọ của băng tải lên đến 2 năm, một đơn vị lên đến 25 năm. Chi phí vận chuyển container là từ 2,4 sen cho việc vận chuyển 1 tấn hàng hóa trên 1 km. Chi phí vận chuyển của đơn vị vận chuyển 1 tấn mỗi km là 0,6 sen. Chúng ta hãy xem xét các đặc điểm của vận chuyển container. Hãy để chúng tôi so sánh chi phí xây dựng, chi phí vận hành và ô nhiễm môi trường. Để so sánh, chúng tôi sẽ lấy xe máy, vận tải đường sắt và vận chuyển hệ thống Skyway. Vận tải cơ giới là công ty dẫn đầu về chi phí xây dựng. Chi phí tương tự của tuyến đường sắt chưa đến một nửa. Chi phí xây dựng Skyway của các tuyến đường vận chuyển hàng hóa để vận chuyển container thấp hơn 3 lần so với vận chuyển xe máy và thấp hơn 2 lần so với chi phí vận chuyển đường sắt. Trong các chi phí vận hành, vận tải xe máy cũng đã được chứng minh là đắt nhất, cần ít hơn 2 lần rưỡi cho hoạt động của đường sắt và ít hơn 5 lần cho hoạt động của Skyway. Vận tải xe máy là có hại nhất về ô nhiễm môi trường. Vận tải đường sắt ít gây hại hơn gấp 3 lần đối với hệ sinh thái so với động cơ. Skyway là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường nhất. Tác động tiêu cực của ô tô đến môi trường là rõ ràng. Động cơ đốt trong mà tất cả các xe chạy, đốt một lượng lớn các sản phẩm dầu mỏ có độ tinh khiết khác nhau. Điều này gây hại cho môi trường và trên hết là bầu không khí. Tác động của vận tải đường sắt đến tình hình sinh thái là rất hữu hình. Nó biểu hiện đầu tiên bởi sự ô nhiễm của không khí, nước và đất trong quá trình xây dựng và vận hành đường sắt. Các nhà phát triển Skyway cung cấp một giải pháp độc đáo để vận chuyển 20-40 container, không quá tải, sử dụng các mô đun đặc biệt. Trọng tâm của các hoạt động Skyway là tạo ra công nghệ thân thiện với môi trường nhất. Chi phí vận hành. Hãy để chúng tôi so sánh chi phí vận chuyển hành khách và Skyway. Từ 30 đến 45% chi phí vận chuyển hành khách truyền thống là tiền lương, như đối với Skyway, tiền lương mất từ 5 đến 15%.
chi phí nhiên liệu cho vận chuyển hành khách là 30-50%, đối với Skyway, nó là 5-15%. Khấu hao vận tải hành khách là 10-20%, Skyway là một âm 5-10%. Các chi phí khác của Skyway cũng thấp gấp đôi. Nếu chúng tôi tóm tắt tất cả các số liệu trên, rõ ràng chi phí vận hành của Skyway thấp hơn từ 2-5 lần so với các hệ thống hành khách truyền thống. Điều này là do tiết kiệm tiền lương nhờ hệ thống điều khiển tự động, tiết kiệm do tính toán điện giảm, ít chi phí cho bảo trì và sửa chữa. Tiêu thụ năng lượng, hãy so sánh mức tiêu thụ năng lượng của các hãng hiện đại với hệ thống vận chuyển Skyway và đặt vận chuyển trong bảng theo thứ tự giảm dần. Vì vậy, tuyến cáp là nơi tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, nó cần năng lượng gấp 8 lần so với Skyway. Tàu Maglev cần sức mạnh gấp 6 lần Skyway, vận tải hàng không tiêu thụ năng lượng gấp 4 lần Skyway. Vận chuyển động cơ tiêu thụ một lượng điện năng tương đương với vận tải hàng không. Vận tải đường sắt tiêu thụ nhiều năng lượng hơn 1,5 so với Skyway. So sánh dữ liệu, rõ ràng Skyway là hãng vận chuyển tiết kiệm năng lượng nhất. Tiết kiệm năng lượng là do giải pháp kỹ thuật sáng tạo, lực cản khí động học thấp, sử dụng bánh xe thép và đường ray thép, phục hồi năng lượng và phanh, khả năng sử dụng năng lượng tái tạo. Skyway cũng đang phát triển năng lượng và truyền thông. Một trong những thành phần chính của hệ thống vận chuyển chuỗi là đường ray chuỗi, bao gồm đường sắt đầu thép, dây, phụ, cơ thể của đường sắt, kênh truyền thông. Hơn 50 phần của các bằng sáng chế của Nga và nước ngoài đã được tác giả của công nghệ thiết kế cho đường ray, dây buộc, xây dựng và lắp đặt. An toàn đường bộ là một phức hợp các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả người sử dụng đường. Tai nạn đường bộ là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Tỷ lệ tai nạn của vận chuyển xe máy vượt quá tất cả các tai nạn vận chuyển khác, máy bay, tàu, tàu hỏa, v.v. cùng nhau. Tai nạn trên xe điện ít khi xảy ra. Sau đó, về sự an toàn, tuyến cáp treo vượt trội hơn so với xe điện. Công trình ngầm là thứ tư trong an toàn. Những vụ tai nạn hàng loạt sau đây đặc biệt nguy hiểm trong tàu điện ngầm. Xe cộ chật bánh, hỏa hoạn, giẫm đạp trên thang cuốn, va chạm của tàu hỏa. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong không gian kín, bắt đầu hoảng loạn, làm tăng số nạn nhân. Tàu điện ngầm ánh sáng cũng giống như về sự an toàn như dưới lòng đất. Monorail là an toàn nhất. Skyway gần giống như monorail trong an toàn. Thân thiện với môi trường. Nếu để biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm cách vận chuyển động cơ gây ô nhiễm môi trường, tỷ lệ này sẽ là 1.250%. Monorail gây ô nhiễm môi trường 300%. Giao thông đường sắt bằng 250%. Các chuyến tàu bay bằng 250%. Skyway có mẹo 50%. Sự thân thiện với môi trường của hệ thống giao thông Skyway là do thu hồi đất tối thiểu, giảm khí thải độc hại vào khí quyển, tiết kiệm tài nguyên, việc bảo tồn thiên nhiên.